Ngày xưa, vào thời vua Hùng thứ sáu, đất nước ta đã trải dài rộng suốt hai bờ sông cái. Nhân dân ấm no, yên bình. Trẻ nhỏ được nghe tiếng ru ầu ơ, tiếng hát véo von khắp mọi nơi. Tuy nhiên, mỗi năm, nước ta phải cống nạp rất nhiều thứ quý giá cho vương triều phương Bắc. Đã vậy, sứ giả của họ mỗi lần sang nhận đồ cống nạp còn hóng hách, lăm le bờ cõi nước ta. Tâu bệ hạ, chúng đã quyết tâm xâm lấn nước ta nên kiếm chuyện. Ai đời gà gỗ mà bắt nuôi cho lớn để có một đàn gà con? Thần sẽ chăm lo quân lực lớn mạnh. Đúng là dạ tâm của bọn chúng quá lớn. Khanh có ý kiến gì hay không? Thưa đức vua, xưa nay dân Nam tin mình là con rồng cháu tiên, sao ta không lập đàn cầu Long Dương nhờ xin ý kiến? Chuyện sứ giả ân hóng hách bắt triều đình chăm sóc gà gỗ ta biết rồi. Thế nước ân vừa qua, ta lo cho dân sẽ rơi vào cảnh lòng than. Các ngươi cứ yên tâm chuẩn bị thật kỹ lương thực và vũ khí. Giặc ân phải 3 năm nữa mới kéo sang đây. Lúc đó hãy đi tìm thiên tướng trong nhân dân. Thiên đình đã sắp xếp cả rồi.